Thì khó khăn vừa về cái mặt tài chính lẫn về mặt tinh thần. Thì bác sĩ có nói với em một câu là cho dù có thay tim cho chồng em thì chồng em cũng không thể sống được. Ở nhà thì quyết là sẽ bán hết tất cả tài sản. Cho dù thay tim mà anh sống được thì vẫn sẽ bán. Tức là em không cần một cái gì cả. Nếu như mà anh khỏe được mà em ở nhà trọ em vẫn đồng ý. Nói chung là trong lòng mình rất là sợ. Tại vì không biết là tuần tới con mình còn ba hay không. Rồi, mời em ngồi đi. Thay mặt chương trình Vợ Chồng Son rất là cảm ơn hai vợ chồng bạn đã đến với chương trình này. Dạ. Chào hai bạn. Dạ, mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và toàn bộ quý vị khán giả. Em tên là Đặng Kim Ngân, năm nay 31 tuổi, sinh sống ở Bình Dương, kỹ sư cơ khí. Hiện tại giờ thì đang ở nhà, đây là bà xã của em. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Em là tên là Lê Thị Liên, em sinh năm 1991 và hiện tại em đang là luật sư. Công việc của em là kỹ sư cơ khí. Bây giờ là em có làm việc không? Dạ, em bị bệnh xong rồi em nghỉ rồi. Dạ. Ô, xin lỗi là mình bị bệnh gì vậy em? Dạ, em bị sốt nhiễm hàn. Đi mưa nhiều quá dẫn tới nhiễm hàn rồi nó nhập vô cơ thể, phá hoại hết cơ thể trong cái nội tạng của em. Ồ, vậy hả cưng? Dạ. Rồi xong rồi là mình mới không đi được đúng không? Dạ. Hồi năm nào? Dạ, lúc năm 2016. Vậy là mới có 3 năm nay thôi. Dạ, mới 3 năm nay. Tức là trước đây là Ngân là sinh hoạt bình thường. Dạ, em là người bình thường hết. Dạ. Ngân Liên, nghe gọi tên Liên cái thấy nó thân thiết làm sao đâu á. Bây giờ anh tên Liên hết. Bà xóa mà là Liên. Bây giờ kể cho chương trình nghe là hai bạn lần đầu tiên gặp nhau như thế nào và cái chuyện tình cảm của các bạn ra sao? Nhà em với nhà ảnh là cách nhau có 150 mét thôi. Nếu mà đi từ nhà ảnh vô vườn thì phải đi qua nhà em. Cái rồi trong xóm chơi vậy đó. Xong rồi cái mấy em mới nhốt trong một cái nhà của nhà hàng xóm. Rồi cái từ đó cũng nói chuyện nhiều hơn. Thấy thích rồi thấy thích muốn nói chuyện. Chị hiểu rồi, tụi em là Thanh Mai Trúc Mã đúng không? Dạ. Nghĩa là tụi em biết nhau từ hồi còn nhỏ xíu. Dạ. Thậm chí là gọi là ở trường tắm mưa mà tắm chung rồi mà không biết luôn á. Lúc đó thì cũng nhỏ thì để ý thì cũng thích rồi khoái vô nhà chơi. Tối tối rủ đi chơi hội chợ hoặc là dẫn đi ăn kem, ăn chè gì đó. Lúc đó năm đó em bao nhiêu tuổi? Dạ, lúc đó em học lớp 10. Mà cái tình cảm học sinh lúc đó chắc vui lắm đúng không? Chỉ nhìn chỉ cần nhìn thấy nhau, gặp nhau xong rồi nói chuyện mày tao chỉ tới chút đỉnh là thấy vui rồi đó. Chủ yếu là cứ ngày nào cũng muốn gặp nhau để nói chuyện. Rồi cái thời gian đó em tấn công cô Liên này dữ dội không Ngân? Gia đình thì cũng muốn hai đứa cố gắng học, hai đứa cũng không tấn công dữ dội gì lắm, chủ yếu là gặp mặt nhau nói chuyện nhau là thích rồi ạ. Chính thức lúc nào mà tụi em cảm thấy là nó thực sự là một cái tình cảm nam nữ á? Tới lúc mà vợ em năm cấp 3, ba mẹ vợ có nói là giống như là đừng có gặp mặt nhiều quá để cho hai bên cùng học nữa. Thì tới lúc mà vợ em vừa học đậu đại học á thì bắt đầu hai đứa mới xác định đến là chuyện tình cảm nam nữ. Cái lúc đó là ba mẹ có đồng ý không? Dạ, đã đồng ý chưa? Dạ, ba mẹ đã đồng ý rồi. Mới đầu á là ba mẹ anh cũng không có thích em lắm. Tại vì tướng thì vừa lùn vừa xấu. Thật sự em cao có 1m45 thôi, hai lúa đặc. Thì lúc mà bắt đầu là anh lên đại học á, thì anh học được 1 năm. Sau đó là bắt đầu là em đậu đại học. Hai bên gia đình cũng chắc là cũng nghĩ cũng lớn rồi. Nên là thành ra cũng không có ý kiến, cũng không phản đối gì hết. Vậy thì năm thứ mấy thì hai đứa mới chính thức gọi là yêu nhau? Nếu mà anh ngỏ lời thì năm 52 phải không chồng? Thì như vợ nhớ là năm 2 của ảnh. Năm 2 của... đúng rồi, năm 2 của ảnh là năm nhất của em. Kết hôn thì em nói mà các bạn em cũng hoài tình luôn. Tại vì lúc đó là em mới vừa ra trường xong. Em làm ở Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương á, làm được 2 tháng. Tự nhiên bữa đó hai vợ chồng đang đi học buổi chiều, đến cái quán hủ tiếu gõ ở lề đường đó. Đang ăn cái em hỏi vậy có muốn cưới không? Chắc lúc này là em tỏ tình trước quá. Nếu muốn cưới thì để em gọi điện về cho ba mẹ. Nếu mà ba mẹ đồng ý thì cưới thôi. Dĩ nhiên rồi anh trả lời em đúng ý rồi. Lúc đó em sung sướng không? Dạ có. Rồi đồng ý luôn. Dạ đồng ý. Đúng rồi, cờ tới tay phải phất rồi chứ. Rồi ba mẹ xuống hốt luôn. Dạ. Là 1 tuần sau là đám hỏi, xong là 1 tháng sau là cưới. Tụi em đám cưới cho tới bây giờ là bao nhiêu lâu rồi? 6 năm. 6 năm rồi đúng không? Tụi em có bé Bi chưa? Dạ có, 3 tuổi rưỡi. Trong cái thời gian đó thì vợ chồng em có những cái biến cố gì khó khăn không? biến cố thì sanh được 1 tháng. Tại vì cái tháng đầu tiên đó là ảnh cũng là lấy cái bằng đại học á, tại vì ảnh vừa học vừa làm buổi tối, nên là 1 tháng đó ảnh đi suốt vậy đó. Chung là vừa làm rồi vừa học đó, là em cứ đi trời mưa suốt, cứ sáng đi gặp mưa rồi chiều về cũng gặp mưa. Và em cứ đi từ Bình Dương lên thành phố. Bé em sinh ra được 2 tháng là bắt đầu em phát bệnh. Trời ơi, một bên là con còn nhỏ rồi, một bên chồng bệnh, em xoay sở sao? Thì mới đầu thì cũng nhẹ, tại vì bị sốt. Mới đầu là đưa bệnh viện Bến Cát, rồi bệnh viện Bình Dương, rồi đi mấy bệnh viện á. Trước ảnh đó là anh của ảnh cũng mất năm 2007 vì cũng sốt 2 năm như vậy á. Nên là gia đình cũng khá là lo lắng, cũng đưa rất là nhiều bệnh viện. Em tranh thủ đi làm buổi sáng, rồi buổi chiều về em phụ. Rồi cứ chuyển qua các cái bệnh viện. Tức là ảnh sốt mà không phát hiện ra bệnh. Dạ đúng rồi. Sốt lúc đó là nó biến chứng, nó ảnh hưởng nhiều thứ lắm. Có nghĩa là tim, gan, rồi đường ruột, rồi phổi, rồi gì là bị hết. Bao nhiêu lâu? Em bị cái thời gian sốt đó là bao nhiêu lâu thì mình mới xác định được cái bệnh của mình? Mỗi một cái bệnh viện thì nói một cái bệnh khác nhau. Nhưng mà đến tận thời điểm này thì vẫn chưa biết chính xác là bệnh gì. Có vô 6 mũi hóa chất. Lúc đó là người em là ốm, chỉ còn bộ xương và tóc thì rụng hết. Nằm đó thì lúc đó là chỉ còn truyền thở oxy và truyền sữa vào tĩnh mạch thôi. Thì lúc đó thì bệnh viện nó cũng trả về. Không chữa được mới trả về đúng không? Dạ, sữa mà truyền vô người đây cũng rút ống ra rồi. Cái trời thương sao thì bản năng của em nó lại muốn ăn trở lại. Có nghĩa lúc đó về thì em thèm ăn thịt lắm. Mẹ cứ kho thịt kho tàu á, là em cứ ăn một lần một chén là mấy cục thịt vậy đó. Và cứ con cá lóc á, mẹ cứ hấp lên và em ăn hết nguyên một con vậy đó. Cứ thèm cái gì cái mẹ cứ làm vậy rồi, cứ ăn vậy rồi. Cái khỏe trở lại. Thì lúc đó người á thì không cử động được, nhưng mà từ từ cái tay em cử động lại được. Rồi em có sức khỏe lại, cái em chống là em ngồi được. Lúc ngồi được thì bắt đầu mới ngồi xe lăn. Nghe em kể thì anh thấy rằng là kỳ tích xuất hiện đó. Dạ em đúng cũng không? Nghĩ là vậy. Em nhớ là cái gọi là cái thời kỳ đỉnh điểm nhất á, là cái thời kỳ khó khăn vừa về cái mặt tài chính lẫn về mặt tinh thần. Thì bác sĩ có nói với em một câu á, là cho dù có thay tim cho chồng em thì chồng em cũng không thể sống được. Ở nhà thì quyết là sẽ bán hết tất cả tài sản. Cho dù thay tim mà anh sống được thì vẫn sẽ bán. Tức là em không cần một cái gì cả. Nếu như mà anh khỏe được mà em ở nhà trọ em vẫn đồng ý. Nói chung là trong lòng mình rất là sợ. Tại vì không biết là tuần tới con mình còn ba hay không. Dạ em xin lỗi. Không có gì em. Dạ. Thì em ở nhà em tranh thủ em đi làm. Rồi 11 giờ em chạy xe máy, chạy từ Bình Dương chạy lên đường Nguyễn Lương Bằng á. Rồi lên thăm ảnh từ đó. Rồi ở lại canh rồi thăm đến cái cửa thứ hai. Xong 8 rưỡi em bắt đầu em chạy từ thành phố chạy về. Thì nhiều khi là về nhà 11, 12 giờ tối luôn. Đường thì cao su vắng tanh, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà không lên thăm ảnh thì mặc dù em biết lúc đó là bác sĩ nói kết luận là ảnh không còn gọi là bị mất khả năng luôn rồi, là lý trí của ảnh lúc đó là bị hoang tưởng. Tại vì một người mà 75 kg mà xuống chỉ còn có 35 kg thôi. Cho dù còn một giây phút nữa thì em cũng sẽ cố gắng hết sức để mà chiến đấu cùng với chồng của em để mà có thể giành lại được sự sống của mình. Nhưng mà những cái lúc mà như vậy á, thì khi mà vợ em vào là em cảm nhận, em vẫn biết là cổ đang bên cạnh em đúng không? Dạ, trí não của em á, thì có lúc tối á, hoặc là không có ai thì lúc đó là em mới bị hoang tưởng, lúc đó là em không nhớ gì cả, suy nghĩ tùm lum hết. Còn lúc mà tỉnh thì lúc nào em cũng nhìn lên cái đồng hồ và chỉ chờ cho đến cái giờ mà vợ và gia đình vào thăm. Cái này em rất thương bố vợ của em. Em đi đâu thì bố vợ cũng đi nuôi em hết. Tức là có bố vợ là thường xuyên trong đó. Dạ, bố vợ. Còn em là cứ đến giờ thì sau đó phải về với con đúng không? Dạ, tranh thủ sáng đi làm rồi về với con. Như vậy là em ở trong bệnh viện bao lâu? Lần sau cùng á là hơn 1 tháng, tại vì ở trong phòng ICU á là 1 tháng, trong phòng ICU là 1 tháng rồi. 1 tháng chờ. Chi phí thì sao? Lúc đó gọi là cực kỳ áp lực luôn, tại vì cứ khoảng 1 tuần á là phải tạm ứng nhiều khi là cả 100 triệu luôn. Một ngày trong ICU là khoảng 20 triệu một ngày. Chỉ là cái tiền phòng thôi là 20 triệu một ngày. Còn tiền thuốc thì không tính tới. Nhưng mà nằm trong đó rồi thì cuối cùng bệnh viện cũng phải trả về. Lúc đó thực sự là gọi là cũng không biết làm sao hết. Nếu như mà đem về á, mà ảnh có cơ hội em sống mà mình đem về như vậy thì có nghĩa là mình đang tự tay mình sẽ giết chồng mình. Cho dù là một giây phút nữa thì em vẫn muốn là để cho anh ở trong bệnh viện để có cơ hội. Nên thành ra là lúc đó là gia đình mới quyết định là bán miếng đất ở nhà đi. Trước cái lúc mà bán đất thì được cái thì cũng có nhiều người ở hàng xóm, người ta có tiền người ta cũng thương. cứ hỏi mượn tiền mà người ta cho mượn lần mấy trăm triệu và không tính một tiền lời nào cả. Cũng có nhiều người ở xa cũng không biết tới em luôn. Anh của em á thì hỏi mượn, kể hoàn cảnh bệnh của em vậy là người ta vẫn cho mượn. Nhưng mà cuối cùng thì chồng em vẫn phải đưa về nhà. Nhà em là gọi lúc đó là gọi là không có biết gì nữa rồi, là ai chỉ đâu mách đâu thì đi đó. Có bệnh thì vái tứ phương như vậy đó. Thì ở gần nhà thì có một cái ông cậu là gọi là ông thầy ấy, gọi là ông trị bệnh bằng thuốc. Nói chung em cũng không biết là gì nhưng mà ở nhà thì ý là nói như vậy. Đang nằm trong phòng son số đặc biệt là đến ngày thứ tư thì tự nhiên cái chiều đó bác sĩ cho ra ngoài phòng thường. Thì khoảng một tuần sau là bác sĩ cho ra về. Nhưng mà cái lúc mà đưa về đó là tình trạng chồng em như thế nào? Khoảng 39 kg và chỉ còn bộ xương, là tay chân thì sao? Là liệt hết. Xương cốt của em lúc đó là chỗ nào cũng đau hết. Truyền thẳng một cái đường ống vô lỗ mũi, vô thẳng bao tử thôi. Rồi cái chi tiết mà ăn cơm với thịt kho hột vịt đó là lúc đó sau nữa. Sau lúc đó. Sau khi mà chị ông thầy một ngày mà ăn cái rưỡi thịt kho hột vịt. Trời thấy ghét quá vậy. Dạ không. Ăn nhiều lắm. Chân em giờ là hiện đang tập đi được. Đó là dịnh vô cái khung thanh song song đó là bước đi được. Nói chung là nghe qua câu chuyện của em, một câu chuyện phải nói là hồi sinh, kỳ tích, một câu chuyện hồi sinh. Thông qua chương trình này thì em cảm ơn tới những mạnh thường quân, những hàng xóm ở cùng quê của em là đã giúp đỡ em tận tình, giúp em vượt qua những cái khó khăn và những cái bệnh tật. Em cảm ơn rất nhiều. Dạ. Rồi bây giờ là nợ nần là mình đã thanh toán được hết rồi gì? Bây giờ cũng còn nợ, em vừa đi làm vừa trả cái khoản nợ đó. Tại vì cái miếng đất mà bán thì nó chỉ có một phần nhỏ thôi. Giờ ba mẹ em cũng già rồi. Ba chồng em thì mất năm 2018. Giờ còn có mình má chồng thì má chồng phải phụ cho ảnh nữa. Nên là gần như là em là người lao động chính. Nên thành ra là mấy cô mấy chú thì thấy cũng thương. Thì cũng không có nói, cũng hỏi khi nào mà mình có thì mình trả. Khi mà như này là coi như là hết bệnh rồi đó. Vì là thập tử nhất sinh mà. Như là chúc mừng hai vợ chồng em. Thật sự hồi nãy giờ cái câu chuyện của mình nó từ đầu chương trình tới giờ là nó đi, nó hơi buồn đúng không? Và bây giờ mình bước qua một cái phần khác để cho nó sơm lên đúng không? Đó, các em coi chương trình Vợ Chồng Son nhiều không? Dạ cũng nhiều. Ưu tiên cho em đó. Nói cho anh biết đi, cô ấy có tật xấu gì? Dám kể à? Vợ em thì cái là cà lâm liền thấy không? Không có nhìn nha, không có hâm he nha, không có nhìn. Cái là tật xấu là ngủ cứ quay là như cái đồng hồ vậy đó, xoay như trong trống, tí ngủ đây cái lát tí là xoay, là nhiều khi nằm bảo ngủ là nằm một hồi là em lại nằm với cái chân giờ là xe bông vụ. Nhiều khi đang nằm gác qua chồng cái lát nữa lại gác lên tới đầu đó. Đang ngủ tự nhiên nằm bao thấy núi đè, mở mắt ra thấy nguyên chân bả đó. Tật xấu thứ hai, vợ em là luật sư nên ra nói nhiều lắm. Dạ, nói bất chấp, nói không cho giải thích luôn, không cho giải thích. Còn gì nữa không em? Hết nghĩ ra làm bộ quên á. Thường á là bà nói ra rã rồi. Bữa nay khui tật xấu bà ra nữa, về là tối nay nói nữa. Hết rồi không? Dạ. Tới em nó liền. Ảnh thì hay nhậu. Bây giờ còn không? Không, bây giờ chắc không dám đâu. Hồi trước thì nhậu nhiều lắm. Coi như bỏ đi. Coi như là người ta đã gọi là quá khứ lùi dần rồi, coi như bỏ đi. Nghỉ luôn em. Đúng rồi. Luôn. Tiếp nữa nè. Là ở nhà mà có chuyện gì á là anh hay im đó. Có nhõng nhẽo không? Chắc chắn là có luôn đó. Tại vì em nhớ hồi lần mà ảnh bị bệnh á, lúc đó là bác sĩ nói là thôi đừng có coi điện thoại nữa. Mà buồn quá, thấy mặt ảnh vô bụi xuống, ảnh nói là ý là muốn gọi cho con rồi đó. Mới đầu là cương quyết lắm, không mua đâu. Rồi ráng tiết kiệm để mua cho một cái điện thoại lên, coi phim rồi gọi cho con rồi. Tới giờ mà còn cái kiểu mà đòi mua gì đó không cho là mặt chủ ụ không? Có. Còn không? Dạ. Bé vẫn giận hơn mặt bé chùa ụ. Thấy cái mặt lúc đó thảm lắm, ảnh kinh khủng luôn á. Mong muốn em ảnh thay đổi điều gì? Siêng năng tập thể dục một chút. Ở nhà là hay bị quạo cái vụ không chịu tập. Còn Ngân thì muốn vợ mình thay đổi điều gì? Quên còn một tính là tính hay quên. Mà em chỉ mong là vợ em là đồ đạc là cứ bỏ ngăn nắp đúng chỗ, bớt thức khuya hơn để còn sức khỏe để lo cho con nữa. Em yêu vợ không? Dạ yêu hơn bản thân của em nữa cơ. Tại em sao? Em sao? Cũng yêu chứ. Dạ yêu chồng. Đó. Anh cũng vậy. Tại vì á, em biết sao không? Thực sự chị nghĩ á, là cái kỳ tích của chồng em á, là một phần là do chồng em quá yêu em. Và chồng em hiểu được là em rất yêu ảnh. Thành ra là ảnh giống như nó gần như là cái bản năng á, em hả? Cái bản năng sinh tồn á là coi là mình muốn giữ cái điều đó, mình không muốn mất cái điều đó, cho nên mình cố gắng, mình phải đủ sức mạnh, đủ tỉnh táo để mình giữ lại, tức là giữ cái tình yêu của em cũng như giữ cái người vợ đó. Cho nên là đúng không em? Tuy em hoang tưởng nhưng mà lúc nào cái đầu óc cũng nghĩ về vợ đó. Tại sao chị hỏi? Em phải hiểu rằng vợ em cho tới thời điểm này vẫn vô cùng yêu em, và ngược lại chồng em cũng vậy. Thì chính cái tình yêu đó chị nghĩ rằng nó sẽ là một cái liều thuốc, cũng giống như là động lực là để em khỏi bệnh hoàn toàn. Chị nghĩ rằng em sẽ lập nên kỳ tích tiếp theo. Đúng rồi. Năm tới nữa là báo với chương trình là ý chị ơi em có đứa con trai nữa. Chúc cho hai vợ chồng em ha luôn luôn vui vẻ và mãi mãi hạnh phúc và yêu nhau bền vững như thế này nha. Cảm ơn vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận, Võ Kỳ Vân xin gửi đến quý vị khán giả đang xem chương trình một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hiện tại em dưới 30 chút xíu, và hiện tại em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là gì? Em là ca sĩ. Mời em. Dạ em là Khởi Phong. Hiện tại thì em đang là manager của bạn Vân. Và em là nhạc sĩ, chuyên sản xuất những cái MV ca nhạc của Vân. Và tất cả những cái dòng nhạc Vân hát là từ ballad, bolero, dân ca thì em đều viết cho Vân. Coi như là chồng đàn vợ hát. Nghĩa là lọt sàng xuống nia, nước chảy chỗ trũng, không có mất đi đồng nào. Đúng rồi đó. Vô hết, không có thoát một miếng. Cái này là không phải là mình tham đâu, mà tại vì ngày xưa tụi em nói chung là không có điều kiện nhiều, nên là cái gì mình cũng phải tự học, mình tự làm. Hai bạn hãy kể cho anh nghe câu chuyện của hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu nè, và lần đầu tiên em gặp chàng trai này em ấn tượng. Dạ em gặp anh Phong là lúc tụi em đi hát chương trình từ thiện. Chồng em mới đầu em gặp hiền lắm. Trời ơi, em nói sao giờ này còn xuất hiện một người đàn ông trên thế giới này mà sao hiền dữ vậy trời. Giờ nhìn thấy cũng hiền mà. Dạ không đâu, cũng quỷ ma hơn nhiều lắm. Trời ơi, giờ là quỷ ma rồi. Dạ hiền mà tới nói em thấy sao người ta ăn hiếp nhiều quá à. Xong giống như là tự nhiên em thương người này, em muốn bảo vệ người này gì đó. Trời trời, em giống như là người đàn ông vậy đó. Ôi men lắm anh, lúc đó là giống như là ngày xưa mình hay gọi là tomboy á. Ôi men lắm, tính cách mà giống như là không chơi phụ nữ, không chơi con gái đâu, chơi với đàn ông không à. Đó, trong cái chuyến đi từ thiện hôm đó thì tụi em có duyên ngồi chung xe. Tại cái anh làm từ thiện thì bữa đó là em nhớ là ở Bến Tre. Cái làm cái duyên sao á là bạn này ngồi kế em luôn. Sau cái buổi đó thì về thì hai đứa mới tìm hiểu, hai đứa nói chuyện. Nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên á là cái tính tốt rồi đó. Nói chung là tốt tính mới đi từ thiện đó. Trời, hai đứa em thử ông này đi từ thiện xong ghé được cái chỗ đó là mình được mua mấy cái đồ mà đặc sản đó anh để đem về. Trời hôm nay vợ mới nhớ nè. Ông dẫn vô ông hỏi em ăn kem hôm, em nói dạ ăn. Rồi xong cái em tưởng đâu là hả đàn ông ghê lắng báo mình. Em mua quá trời đồ luôn, em thử cái ông này sao có mê gái không nha. Ai ngồi đâu hồi em ra em trả tiền quá trời trả luôn. Ông trả đúng một cây kem mời em thôi, rất là rõ ràng luôn. Tại vì sao như ông nói ông mời em mà. Dạ không có mê gái. Em nói ông này được nè, không có mê gái tôi ok. Không có bị bệnh mê gái. Dạ đúng rồi đó. Dạ gái này là tính ăn cây kem xong rồi tính thử là xử nguyên một mớ đồ coi anh có trả hay không. Dạ đúng rồi đó. Không trả là ok. Tại sao em không ga lăng mà em chỉ trả có một cây kem thôi? Mua xong rồi cái em ra em tính tiền. Thì cái đó thì em tính tiền trước, còn bạn này bạn đi lựa bạn mua đồ sau. Đó thì em đâu không có để ý. Thì bạn mua đồ sau, bạn mua quá trời. Bạn ra thì lúc đấy thì xe chạy rồi thì em mới thấy xe chạy thì thôi em lên xe em ngồi. Thì bạn cái sau bạn tưởng em chờ bạn tính tiền cho bạn, cái bạn đứng bạn nhìn em hoài. Lúc đó là em cũng chưa biết là bạn thử lòng mình đâu đúng không? Tất cả mọi người là ai mà thử lòng em là em không biết gì là ráng chịu đó. Bao lâu thì bên nào mới tỏ tình cho đằng kia? Tụi em quen nhau chính thức là từ cái hôm từ thiện đó về chắc khoảng 6 tháng. Mà em công nhận nha, đúng là hình như nói mà khi mà mình gặp người đó, nói khi nào mình thích người đó mình không biết. Nhưng mà tự nhiên em cảm giác như là khi mà ông này ổng đi quay MV á thì không có nhắn tin cho em, không có hỏi thăm nhiều, mà cũng là đang là bạn thôi. Tự nhiên em thấy em quạo, em bực, em khó chịu. Ghen luôn. Cái rồi cảm thấy là thương nhau luôn á. Không bao giờ mà chính thức nói là mình yêu nhau nha em hay gì đó. Em không có. Hiền lắm. Nhưng mà sao tụi em lại nhớ được là sau 6 tháng là tụi em chính thức yêu nhau? Nó có phải một cái mốc đó. Có một cái sự kiện là lúc đấy Vân đang đi hát nhóm. Nhóm Vân là nhóm Olala. Dạ. Dạ ngày xưa em diễn em gặp anh hoài à. Nhưng mà lúc đó em nhỏ anh không nhớ. Chống đồn 126 là diễn nhiều lắm. Thì dạ, cái thời điểm mà em gặp Vân thì cái show nó ít rồi. Đó, cuộc sống khó khăn hơn. Trong đó thì các bạn mới là rã nhóm. Thì em mới kêu là thôi bây giờ bà về đây cho tôi làm cho. Đó là em mới bắt đầu em làm sản phẩm đầu tiên cho Vân. Sau 6 tháng thôi mà dạ, mình đã tìm được nhau đó phải không? Dạ đúng. Nhưng mà rồi, có thể hiện không? Lần đầu tiên là ở Rạp Hát Hòa Bình lúc 3 giờ sáng. Đi đầu 3 sáng hả? Kỷ niệm mà em cũng nổi da gà với bạn này nè. Sao? Đó là bạn này bạn ấy đi diễn chung ở Long Khánh về. Chị biết cái đường Long Khánh về thời điểm đó họ đi chung với một chị ca sĩ nữa. Suốt cái quãng đường mà chạy từ Long Khánh về đây là chắc khoảng 2 tiếng đi xe máy. Trời ơi em lo mà em ngủ không được luôn á. Lúc là 12 giờ mấy 1 giờ diễn xong về tới nhà hát Hòa Bình 3 giờ sáng rồi. Cái em nhìn em thấy thương quá. Thì lúc đó là hôn cái. À, là, vậy đó hả? Ở đó là nhát Hòa Bình nhớ hoài cái cảnh đó luôn. Và sau khi mà quen em là em không bao giờ em cho đi cái kiểu đó nữa. Tại vì á, mình con gái anh mà giống như ngày xưa mình không có nổi tiếng, mình là ca sĩ trẻ nó mình hát, rồi đi hát tỉnh sợ mấy cái ông vậy đó, dê lắm, kiểu như là thấy con gái mới lớn mừng mởn à. Mấy công vụ em sợ lắm, giống như không ai đụng được vô em đâu nha, nhưng mà thấy ông này hiền á, cái mình cảm giác là mình tin tưởng được, là không có vồ vập, không có là mình thấy ghê sợ vậy đó, thì em mới thương. Anh này nhưng mới thấy có niềm tin. Dạ đúng rồi, em không ăn không thôi. Vậy thì cái lần đầu tiên là ai ăn ai trước? Em nhớ là cái chứ sao mà ai ăn ai ngỏ lời ăn trước. Em phải nói rõ văn phong mình. Cái thời gian đó là tụi em đi khách sạn hoài luôn á. Rất là thiệt thà đúng không? Có sao nó vậy người ơi? Đó không, nên là một công đôi việc, tại vì tụi em đi diễn nhiều. Đi diễn ở khách sạn không à anh. Bây giờ lửa gần rơm thì lâu ngày cũng phải cháy thôi. Không lẽ giờ người con trai người con gái vô khách sạn hai đứa nhìn nhau. Hai đứa là quen nhau mấy năm rồi cưng? Tới thời điểm này thì tụi em quen nhau là 9 năm rồi. 9 năm là cưới bao lâu rồi? Tụi em vừa mới cưới ngày 1 tháng 3 năm vừa rồi. Thì tụi em là đến với nhau từ hai bàn tay trắng luôn. Xong rồi sau đó gặp nhau rồi cố gắng làm tất cả mọi thứ. Mà em cũng may mắn ở một chỗ là tổ thương và khán giả cũng rất là thương em. Thì sau khi em ra được cái bài thứ hai là Yêu Là Phải Thương, thì bài đó là cái bài mà đình đám nhất của em. Thì lúc đó là coi như là chứ cuộc đời lên hướng. Lên hướng. Yêu Là Phải Thương là chồng sáng tác. Dạ chồng em viết luôn. Hòa âm phối khí luôn. Dạ. Thực hiện luôn. Quay video clip luôn. Dạ. Móc ống hết anh. Mới đầu là tụi em bán hàng, nói thẳng là kinh doanh online thêm. Lúc đó trời ơi khổ lắm. Em nhớ lần đầu tiên nha, xong rồi kinh doanh là em bị bơm hàng. Trời ơi, ổng vừa chở em đi hát còn vừa chở em đi ship hàng nữa. Em mới về bị bơm hàng, em nói với anh Phong, em nói với chồng em, chết rồi chồng ơi mất hết tất cả rồi, trắng tay rồi, phá sản rồi. Cái gì mà dữ vậy? Ủa mà có mấy trăm ngàn. Trời ơi, người ta đặt có 300 ngàn rồi. Nhưng mà anh biết sao không? Giống như dạ tức, nhưng mà giống như mình không có vốn nhiều. Người này đặt cái này thì mới đi ra lấy, chứ không có kiểu bây giờ mà lấy hàng sẵn nữa. Trời ơi khổ quá, đi hát về có được tiền ví dụ như 400-500 vậy đó. Xong rồi cái em đi lấy hàng em bán, trời ơi nó nở lòng nào nó bơm hàng em. Trời ơi, em về em úp mặt xuống giường em khóc, em nói em này chồng ơi trời ơi mất hết tất cả rồi, phá sản rồi trời ơi. Món hàng chỉ giá có 300 ngàn đó. Dạ bà bơm hàng em. Mà thật ra coi như cái vốn của bà là 310 ngàn đó. Dạ đó. Bây giờ là bơm còn có 10 ngàn thôi đó. Cái xong chồng em nói thôi bà ơi của đi thay người, còn người là còn của. Chính vì vậy mà sau đó mới có một bài hit đó. Dạ. Ai mà động tới Kim Ngân của bạn này là không thể nào mà động được hết. Cho nên là giống như cái két sắt giữ tiền của em nè. Rồi bây giờ thì sao? Kinh khủng lắm. Bây giờ thì còn hơn vậy nữa. Rồi sẵn đây bây giờ mình tới luôn đi. Khui đi. Bây giờ mình khui luôn đi. Tật xấu đi. Dạ. Tật xấu của ấy là gì nè? Tật xấu thì bạn này bạn có cái tính là cũng là tính đàn ông nữa. Ví dụ để tự giác làm thì không có sao đâu. Mà ví dụ, em thấy cái nhà dơ quá đi, em kêu bà ơi cầm cái chổi quét nhà đi, là hồi cái chổi bay vô em luôn. Xong rồi cái dọc như nè, trời ơi đi mà muốn sập cái nhà luôn á. Lần đầu không làm luôn. Dạ, không làm luôn, chỉ cần mà kêu đi nhẹ lại thôi là thấy cảnh luôn. Dạ bình thường á, ví dụ như em thấy đi, em sắp xếp hết tất cả mọi thứ, em làm giống như là cho em gom từng một hột bụi một luôn. Nhưng mà đến khi em làm biến lên rồi á mà kêu Vợ ơi, quét nhà đi hay vợ ơi, lau nhà đi. Có mơ, không có chuyện đó đâu nha. Sếp vô cái tính gì ta? Tính bị quạo, tính nóng bị kỳ. Dạ. Căng ha, cọc cằn. Dạ, nóng tính. Nóng sảng. Dạ, nóng tính, đúng rồi đó. Còn gì không nè? Nữ công gia chánh, may giá tiêu thùa. Trời biết nấu ăn, biết làm. Ôi, cái đó là thôi anh được kêu. Tuyệt đối luôn cái gì? Dạ. Hỏi không, nhà, bây giờ hồi nấu rồi. Mà ngày xưa á, em nhớ thời gian lúc đầu em quen á là có một cái món mà tới 9 năm nay chưa về mang lại món luôn. Món ngon lắm á trời. Trời ơi, em sợ mà giống như món đó giống như mấy món kinh dị vậy đó. Là trời ơi, em lên mạng em học đàng hoàng chứ bộ mình cũng muốn chăm sóc người mình yêu như thế nào. Tại vì hồi nhỏ giờ mẹ em toàn nấu cho em ăn không à, có mình em mà cưng lắm. Món canh cà trứng. Em ăn một lần là anh tên ông là một cái vị đó là có nhiều trứng là cho vô hết luôn á. À, vậy là canh trứng rồi. Đâu, trứng gì đâu cả. Đúc trứng một rồi. Cái nồi vậy nè, có hai đứa ăn vào một cái nồi. Trời ơi, em ăn mà ăn cả ngày cái nồi đó mà tới giờ em không dám ăn lại luôn. Bây giờ là nấu ngon rồi, lần nấu là coi như là good rồi. Còn cái gì nữa? Cãi lộn thì bạn này là giống như độc ráp, còn em thì em im lặng em ngồi em nghe. Là xong rồi cái em đi chỗ khác, coi như mình không muốn dừng cái câu chuyện đó ở đó đi. Mình không muốn tranh luận nữa. Thì em đi chỗ khác thì cái hồi bạn không thấy em, cái bạn gọi điện bạn nói nữa. Dạ, là tới khi nào mà cảm thấy là hài lòng rồi thôi, cảm thấy là chỗ cúp máy, khóa máy luôn xong. Dừng, em khóa máy luôn đó em. Vô phòng ở một mình luôn, để em ở ngoài luôn, em đặt cửa phòng luôn. Xong ở ngoài luôn. Dạ. Xong rồi cái trả lời là em là nói thôi bây giờ để cho chồng ngủ đi, vợ đừng nói nữa. Xong đập cửa phòng luôn, xong hồi mở cửa cho em vô. Không có giận nhau quá một ngày luôn. À. Dạ. Thôi vậy là được rồi. Mà bị nhây đó, nói đúng rồi đó. Nhây đó. Dạ đúng, chính xác. Nó không sẵn nói nhây. Đó là hai tính xấu của cô này. Dạ. Còn anh này thì sao nè? Tới em đó Vân. Trời ơi, chồng em không có tính xấu. Không, em cũng rất là nóng tính. Chỉ có là nóng tính với lại kỹ tính, khó tính thôi. Thì nhưng mà nóng tính thì mỗi lần gây ra lắm đó Thiêm ơi. Chồng em không có tính xấu, nó kể một hồi là chồng nhiều lắm. Nóng tính. Ủa nhưng mà em nghĩ mấy đó tính gì? Nóng tính là kỹ tính nè. Khó tính. Dạ đúng rồi. Ba cái đâu, ví dụ như bây giờ nè, cái khó tính là cái gì nè? Dạ khó tính trong công việc. Ôi công việc em khó lắm. Công việc là chửi em khóc trong phòng thu hoài luôn. Ôi, bình thường trong cuộc sống thì em lại không có cái tính đó nha, nhưng mà khi mà đụng tới công việc cái hồi là trời ơi, em khó tính lắm luôn á, em dễ quạo lắm. Dạ. Rồi còn kỹ tính thì sao? Kỹ tính cũng trong công việc luôn. Nói chung là cái cuộc sống ở ngoài bình thường anh Phong, em muốn làm gì làm dễ lắm, không sao hết trơn á. Còn mà đụng tới công việc thì lại rất là khó với em. Là nhiều kỹ nha. Đồ em mặc đấy, đồ em mặc hôm nay chồng em lựa luôn. Lựa em mới được mặc. Đó. Rồi á, đồ diễn em cũng vậy, chồng em lựa luôn. Tất cả mọi thứ, thiết kế đồ, đưa mẫu cho người ta luôn, để thiết kế ra cho em luôn. Bạn này bạn cũng coi cái gu của bạn ấy không phải ở trên sân khấu. Đó là lên sân khấu mà trong khi đó khán giả ở mình đi tỉnh nhiều, khán giả ở tỉnh thì họ lại không phải lấp lánh kim sa học lộn vậy đó. Mà mặc đồ mà ai chê, bầu xô chê là gọi điện em mà chửi em không à. Rồi coi như là tất cả những cái chương trình gì mà bạn ấy tự lựa đồ á là coi như là em coi như là fail xong hết. Mà về là coi em bị sai quá hết. Sai đó, em sợ quá thôi. Bây giờ tự em cái đó là em ôm luôn. Rồi bây giờ là em là hiện tại là manager nè, stylist nè, viết nhạc, tài xế, bấm đĩa, rồi ô xin, rồi nói chung là chỗ hồi là em bà vú ở nhà vú chăm đó. Dạ ở nhà nấu cơm em ăn luôn, nấu cơm rất là ngon, nấu là ăn rất là ngon luôn. Tại vì sao khó tính quá tự nấu đi chứ giờ sao giờ. Hai đứa có em bé chưa? Dạ chưa. Rồi mai mốt đi đây rồi là ông vú luôn. Coi như là lo luôn hai đứa luôn đó. Có mong muốn chồng thay đổi gì không? Có bớt kỹ hay bớt khó hay là bớt nóng không? Dạ không, chồng em tốt lắm. Đi gì vậy luôn phải không? Dạ đàng hoàng lắm. Tại vì bây giờ thay đổi mai mốt sao làm bà vú cho con mình. Dạ đúng rồi. Trời, còn em có muốn bạn này thay đổi gì không? Riêng em thì em muốn bạn này sao chồng coi cho được nha chồng. Uy hiếp quá. Ở đây em không biết tối có phòng ở lại em. Sao Phong? Em thấy lo. Không nói chứ thực ra bạn này đối với em là rất good rồi. Còn duy nhất một cái vấn đề thôi là bạn ấy không biết tự trưng diện với mua sắm cho bản thân. Rồi em kêu là thôi bà đi shopping đi, bà đi mua đồ đi, mà 10 lần đi là mua đồ cho em không à. Okay. Em chỉ mong là sau này bạn đi mua nên shopping biết chăm sóc nhiều cho bản thân mình. Đi đâu á cần ủa hôm nay vợ mặc đồ gì chồng? Thôi bà tự kiếm đi. Dạ đúng rồi, em đi đâu bây giờ em bị quen rồi đó. Em đi đâu em cũng hỏi là ủa dòng giờ vợ mặc đồ gì vậy? Em đi ra ngoài đi ăn em cũng hỏi, em đi gặp ai em cũng hỏi là chị hôm nay mặc đồ gì cho nó hợp. Với rồi nó giống như thành một cái thói quen vậy. Em mong muốn là bạn này tự luôn á hả? Dạ. Sao tự được, tự rồi xong bị fail nữa. Thì nói tóm lại là cố gắng là những cái đồ mà về diễn thì em phải làm stylist là em phải chịu thôi. Không muốn em phải mạnh mẽ, có những lúc á mà mình phải tự quyết định mọi thứ chứ không là mình cứ cái thói quen mà để người khác quyết định cho mình rất là nguy hiểm. Không, ngày xưa em mạnh mẽ lắm nha. Lúc mà tụi em lúc mà khổ á, mà em không biết sao càng ngày giống như là bị thay đổi năng lượng vậy đó. Em lật qua hết cho anh Phong, còn anh Phong bây giờ là giống như bù đắp lại hết cho em luôn. Vậy là thôi bắt đầu từ bữa nay đổi đi 50-50 nghe em, 50-50 trở lại như vậy nghe. Ok. Xin mời quý vị chúng ta cùng trò chuyện với một cặp vợ chồng đầu tiên đến với chương trình Vợ Chồng Son của tuần này. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào vợ chồng này. Wow, xin chào. Dạ, lời nói đầu tiên thì giờ cho phép con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận ạ. Và chào quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, chào con. Mời hai con giới thiệu về mình. Dạ, con là tên là Trương Vinh, hiện tại là đang ở Thủ Đức. Con làm nghề gì? Dạ, bình thường thì con kinh doanh, sản xuất trà đồng nhỏ Kim Tiểu Long. Chú Thuận là đã từng đến gõ cửa thăm nhà chú Kim Tiểu Long rồi. Dạ. Đó, và chú cũng đã thấy chú cũng đã thấy là cái gì trà đồng nhỏ rồi đó. Dạ. Đó. Và chú cháu mình đã gặp nhau đúng không? Có nghĩa là con là cháu của chú Kim Tiểu Long hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà trước đây là con có tham gia đi diễn hay đi hát giống như là cậu Kim Tiểu Long không? Con thì con có làm một hai cái MV ở trên, với lại kêu cái MV ca nhạc ở trên YouTube này kia. Với hồi đó con có học cô. Nhưng mà cô chắc không nhớ con đâu. Ủa con học khóa mấy? Con học K5. Ôi trời ơi, K5 là lâu lắm rồi đó. Lâu lắm rồi. Con học K5 là xong con học, biết sao cô không nhớ con không? Sao? Con học giữa chừng nghỉ phải không? Con học 3 tháng hết tiền nghỉ. Anh Long nó qua Quốc Thảo đó. Rồi xong rồi qua bên sân khấu của bên thầy Quốc Thảo đúng không? Đó. Dạ, rồi giờ còn học bên bệnh không? Dạ không, con nghỉ 3 tháng rồi hết tiền. Tức là 3 tháng là từ chỗ của chị đã nghỉ rồi. 3 tháng là con hết tiền rồi, con đâu nghỉ rồi. Con mới vô rồi make up sương rồi. Rồi bây giờ cái công việc chính của con là ca sĩ đúng không? Dạ, kinh doanh. Kinh doanh luôn. Thôi bây giờ lâu quá rồi mình có đi hát không vậy? Dạ, con chỉ làm MV trên YouTube thôi ạ. Thôi sẵn hôm nay đến với chương trình Vợ Chồng Son thì con có thể góp vui bằng một cái câu hát nào được không con? Hát giao lưu đi con. Dạ, thì để con thử coi sao. Hát thiệt luôn đi, khỏi thử. Hát bài gì ta? Cái MV nào của con ở trên YouTube á, mà con thích á, con hát đi. Con có cái bài đám cưới. Rồi. Dạ. Thì con chỉ hát một đoạn nữa trong cái bài đám cưới thôi ha. Đúng rồi, bắt đầu. Dạ, nhưng mà lên đây gung quá mọi người thông cảm nha. Con đứng lên đi cho nó thoải mái, cho cột hơi nó ngon lành coi. Dạ. Trên này mình hát cái bài về đám cưới là đúng rồi đó. Hay lắm. Chồng son mà. Không có nhạc hát trai. Hát trai hả? Vấn đề gì hết. Bắt đầu. Dạ. Thiền hoa mình đi trên sông rộn ràng như là xuân sáng, đông vui họ hàng cô bác bao câu chúc dành cho đôi mình. Giặt cô dâu trong thật xinh đi theo anh dê dính, anh nữa không thay lòng yêu em như lúa yêu đồng. Hay quá. Nhưng mà hơi gung nha không? Không có gì đâu. Anh tôi là cái thần thái thôi. Dạ. Rồi vậy là năm nay con nhiêu tuổi nè? Dạ năm nay là con 27 tuổi. 27 rồi. Dạ. Là sinh năm 96. Trẻ quá, 27 tuổi. Rồi, mời con. Dạ, lời nói đầu tiên con xin được chào cô Hồng Vân. Con xin được chào chú Quốc Thuận. Em xin được chào tất cả khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Hàng Thị Hồng Lan. Năm nay con 33 tuổi. Con đến từ thành phố Thủ Đức. Hai đứa ở Thủ Đức hết luôn. Dạ. Là chung thành phố với cô đó. Ủa nhưng mà hai đứa còn ở chung với cậu Kim Tiểu Long không? Dạ con. Quên xin lỗi, hai đứa còn ở chung với cậu Kim Tiểu Long không? Dạ có. Rồi, đã gặp nhau rồi. Nhưng mà vậy là con làm gì? Con cũng làm giống chồng luôn. Dạ thì hiện tại thì con vẫn còn làm bên quản lý cái app livestream. Giỏi vậy? Dạ. Ồ, bây giờ thí dụ như chú muốn livestream mà muốn cho tăng cái lượng tương tác lên thì chú liên hệ con đúng không? Dạ, tại vì con thì làm bên mảng Bigo Live và TikTok. À vậy hả? Dạ. Rồi, thôi. Rồi bây giờ Chắc có lẽ trong câu chuyện tình của hai bạn này rất là nhiều điều thú vị đây. Thú vị đó. Anh chồng 27, rồi cô vợ là 33. Lớn đâu có nhiều đâu, có xíu à. Có xíu à. Đó, vậy thì cái mối tình mà chị em nó bắt đầu như thế nào? Rồi, lần đầu tiên các con gặp nhau ở đâu? Dạ lần đầu tiên thì con gặp ở bên gần nhà vợ con nè. Dạ. Cái này chắc để vợ kể trước thì nó đó hay hơn. Cái lần mà gặp đó là vô tình, là cái mùa đó là mùa dịch. Thì có một số anh em ca sĩ không có đi hát được, thì mới đăng ký con làm trên cái app live stream đó. Thì vô tình có một cái chị ca sĩ đó chỉ làm cho con. Thì con mới đi vô trong xem chị live. Thì chị live chỉ lại là bạn của cậu Kim Tiểu Long. Đó thì đi chung với lại cậu để live stream. Thì khi mà chị live stream á, thì con đi vô đó con coi coi idol của mình live như thế nào. Thì vô tình mới gặp cái anh này, anh cứ đưa cái đầu đưa lên đưa xuống thập thò. Con thì gắn mắt hiểu không, mình thấy người ta làm gì là con chọc cái mà vậy đó. Là xuất hiện trong cái like của cái like của một cái idol, cái đầu đưa lên đưa xuống, đưa lên, cứ thụp lên thụp xuống rồi lý la lý lắc. Thấy ghét đúng không? Dạ thấy ghét lắm. Mà mình thường thì không có thích trai trẻ. Không có để ý tới cái vụ mà trai trẻ này. Thì cứ vô tình vậy, cứ chọc qua chọc lại vậy đó cô. Nhưng mà cái lúc đó là con nhìn thấy bạn lóc chóc này đó, là con có nghĩ là bạn nhỏ tuổi của mình không? Nhìn thì cũng biết là nhỏ, tại vì nhìn ở trong cái app live nó quá trẻ đi. Thì đó, bạn đã nói là bạn không thích trai trẻ, nhưng mà làm sao qua được cái câu nói của ông bà mình, ghét của nào trời trao của nấy. Dạ đúng rồi đó. Bây giờ mình xem coi cái phần của này họ trao làm sao nè. Còn con sao, con gặp bạn này có ấn tượng như bạn không? Dạ thì gặp thì hai đứa cũng ngại lắm, không có dám nhìn nhau luôn. Xong rồi cái thôi giờ kể đi. Thì xong rồi cái sang ngày hôm sau á, thì anh này ảnh mới gọi điện nhắn tin cho con, nhắn tin Facebook. Tại vì cái chị kia ra chỉ giới thiệu là anh này, bạn này là cháu của Kim Tiểu Long nè, hai đứa kết bạn làm quen. Xong rồi nhắn tin cho anh này cũng nói như vậy. Thì cái chị đó là làm mai, giống như kiểu làm mai vậy đó cô. Xong rồi mới ra, thì ngày hôm sau mấy anh này mới, con vô con bấm like, con coi lướt vô Facebook của con sao thì thấy chụp hình, cái con bấm like, con kêu trai đẹp. Thì cái nghĩ là mình chỉ chọc con trước mà. Có nghĩa là mình chỉ là con trước hiểu không? Nghĩ là mình chỉ chọc đùa thôi. Thì ra ngày hôm sau thì anh ấy mới gọi điện cho con hẹn gặp. Nhưng mà con không có thích gặp, tại vì con lo con làm không mà, con không thích đi gặp ai hết trơn á. Rồi mình cũng like ở trên app thì nhiều khi ảo nó quen rồi, mình không có dám đi ra ngoài. Bây giờ lần đầu là gặp nhau, tiếp theo có thể là đi ăn uống hay là đi xem phim nữa, đó là lần khi nào? Đó là sau ngày hôm đó luôn, thì con không dám gặp, nhưng mà cái gọi cái chị idol á, cái chị idol đó là hỏi hẹn đi ăn chè. Thì nói ok, nếu mà chị đi thì chị rủ luôn cái bạn đó đi đi. Tại vì có gì đi chung mà mình cũng sợ đỡ sợ bị lừa bị gạt gì đó. Với lại mang cái mác là cháu của Kim Tiểu Long nữa thì chắc là không lừa gạt gì đâu, nên thử gặp coi làm sao. Thì mới đi chung. Nhưng mà con á, con trai là con thích bạn liền à hay sao? Con nhìn bạn là con thích liền hay? Dạ giống như là gặp xong rồi là tự động cái mình thích sao đó, không biết trong lòng của mình rất là rạo rực. Là thích đó, dạ đó là xuyến xoắn đó con. Thì con nghĩ cái gì cũng là một cái duyên đó. Là con không có khe cái vụ mà lớn tuổi hơn hay là nhỏ tuổi hơn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái lúc cái lần đó gặp là con xưng bằng gì? Cũng em. Con nhắn tin con kêu em rồi. Đó, đại đó. Tức là bạn này đã xác định từ đầu luôn rồi là cái đối tượng này mình cần phải tấn công đó. Với lại cái gu của con là phải lớn tuổi hơn. Bên này không thích cái gu nhỏ tuổi, bên này thì thích cái gu lớn tuổi hơn. Rồi bây giờ lần đầu đi ăn đó là đi ăn gì? Dạ đi ăn ốc, ăn hải sản. Ăn mà ngồi gần vậy này không dám nhìn mặt nhau luôn. Cũng không nói chung là run lắm mà không có nhìn, không gì hết trơn, chỉ nói chuyện với cái chị idol đó thôi. Xong rồi cứ ăn vậy, ăn xong rồi đi về. Cái qua ngày hôm sau, cái con đang đi tập gym ở phòng đó, cái cậu nhắn tin, cho con là rủ đi uống cà phê. Cái nó thôi vậy mình đi xe Honda đi hết để mình hóng gió. Cái con mới chạy xe Honda vô, thì tại vì nhà con ở quận 9, thì nhà của vợ con thì bên Tuốt Bình Tân lận, thì mỗi đứa đi nửa đường. Đồ xa lắm á. Dạ, thì mỗi đứa đi nửa đường thì tới quận 5 là có quán cà phê Đà Lạt phố đó, thì vô đó uống cà phê. Rồi xong uống cà phê xong cái đứa thì làm gớt cái ly, đứa thì làm gớt cái muỗng, gung. Không biết sao gung mà nói cho con đâu có vụ mà gặp gái mà gung dữ vậy. mà hôm nay sao kỳ vậy ta. Cái hồi cái ăn uống xong rồi cái đền cho người ta cái ly với cái đền cho người ta hết cái ly nữa, rồi xong rồi cái chở bỏ cổ đó, xong cái con chạy ra Nguyễn Trãi con mua thêm cái nón bảo hiểm 40.000, là tốn thêm 40.000 tiền cái nón bảo hiểm nữa. Rồi con chở cổ qua bên ngay chỗ hầm Thủ Thiêm, mà mới lúc đó mới có 8 giờ rưỡi à. Nó nói chở vừa qua tới hầm cái cầu quận 2 á, bắt ngang á, là nó chết em ơi. Hỏi sao vậy anh? Bây giờ hầm nó đóng cửa rồi, giờ mình qua không có được nữa. Giờ hầm nó đóng cửa mình qua không có được nữa. Bây giờ mình không có đường về, bây giờ chỉ có nước mình cũng khách sạn thôi chứ mình không có làm gì được nữa. Giờ sao về cổ cũng lo, cổ đâu biết đó, giờ cổ trong nhà không mà, cổ ít ra ngoài đường lắm, cổ không biết là hầm đóng cửa giờ nào giờ nào. Cái hồi con nói chết cha mình nói vậy rồi, ở đây vòng vòng đây mình đâu có biết khách sạn nào mình vô. Cái chạy qua bên cái mình biết cái khu Trung Sơn khách sạn nhiều lắm. Cái mình chạy ngược qua hầm, ủa anh ơi sao lại cái hầm chạy qua được rồi. Thì chắc nãy giờ chắc bữa nay nó đóng cửa hơi trễ. Bữa nay là nó đóng cửa hơi trễ. Cái cổ cung tin cái chạy qua bển, cái vòng vòng qua bển, ủa sao cái khu này sao nãy giờ em thấy toàn là khách sạn không nhanh. Tại vì bản nào nó cũng để khách sạn hết trơn á. Cái kêu vô á, thôi không vô đâu. Cái kêu hoài cũng không vô. Cái dụ con thôi giờ mình về nhà. Về nhà em đi. Không đi khách sạn tại ngại. Không phải, cậu biết sáng con mới biết cái lý do là cậu sợ cậu xấu không có đồ make up buổi sáng. Cậu không muốn ai nhìn cậu xấu trong cái lúc buổi sáng hết á. Về nhà cổ. Dạ, về nhà xong cái bắt đầu cái vụ con về nhà xong rồi cái bắt đầu tính vụ con đó là đưa về nhà xong rồi đi lên nhà luôn. Mà lúc đó con diễn dữ lắm, con diễn cái nét mặt rất là tội nghiệp. Để cho cổ thương hại đó. Rồi xong cái thấy sao thấy tội nghiệp, cái nó anh ở đây đợi em đi, lên chợ anh dọn nhà cho anh dọn chó dọn đồ gì ui tùm lum ở trên đó. Rồi xong rồi cái mắt con đợi nửa tiếng đồng hồ dưới này. Rồi cũng gán đợi, vì gái mà cũng gán đợi. Coi như là đêm nay là chắc chắn là mình có lời rồi đúng không? Ngon rồi, mình ngon rồi, không sao rồi, đợi xíu cũng không sao. Rồi cái lên nhà cái kể đi. Trời tới chuyện tới khúc nóng bỏng đó là cái nhường cho vợ kể. Để chụp kể đi. Thì cái lúc đó là nói chung là không có ý định là sẽ quen cái anh này. Rồi rủ mình đi khách sạn, mình lo quá không biết sao đây, không biết. Nói chung là mình cũng hồi hộp lo, chưa tìm hiểu chưa gì hết trơn mà đi như vậy rồi không biết có sao không, rồi suy nghĩ cũng đắn đo. Mình tính lừa thôi, đi về nhà là để mình chuồn về cái khu vực cái ổ của mình, xong rồi cho người ta đi về. Thì mình mới nói là đi về khách sạn bên gần nhà em đi. Thì mới trở về bển, xong rồi về tới chung cư rồi. Cái bước xuống xe, cái anh hỏi thiệt á hả? Về thiệt á hả? Thì lúc đó tự nhiên mình nhìn cái mặt rất là tội nghiệp, diễn quá diễn luôn. Cái mặt diễn quá diễn. Học làm 3 tháng mà là học cô 3 tháng mà là mình không biết sao tự nhiên không biết sao thấy thương. Dạ xong rồi kêu vậy thôi đứng ở dưới này chờ em xíu, mình mới chạy lên trển. Tại nhà họ không có ai hết, có nuôi chó rồi đó thì mới dẹp dọn rồi này kia, xong rồi xuống chạy xuống dưới rước lên. Rồi đó đêm đó là đêm định mệnh. Dạ rồi sáng hôm sau con làm sao? Nửa đêm có ngồi có nằm có khóc. Cũng nói ủa sao khóc trời, mình thì mình lạ chỗ mình ngủ không được. Cái tính ngộ đó, lạ chỗ ngủ không được, cái bắt đầu lấy chân lấy đồ đá vô giường cớp vậy đó. Cái cổ tưởng rồi ăn quả xong rồi hiểu không, là dạng như là chuẩn bị cách chuồn qua ngày hôm sau là chuẩn bị là xong rồi đó, là nằm tự nhiên khóc hít. Hỏi làm gì khóc, nó sợ bỏ sợ này sợ kia, bả thì sống tình cảm. Rồi sao rồi lúc đó con nói thì sao? Nó trời ơi có đâu mà kia nọ vậy đó, an ủi cổ để cho cô dịu xuống cái không. Lúc đó là lo lắm, lo rồi sợ nữa. Rồi về sáng họ không biết sao đây. Rồi cái cuối cùng cái mình nghĩ là thôi coi như đây là một cái hạnh phúc mà mình lựa chọn. Thì mình hãy tin vào điều đó đi. Và coi như là đánh cược xem nó như thế nào. Mình cứ tin tưởng đi, hạnh phúc là có thiệt. Rồi cuối cùng là hai đứa chấp nhận là quen nhau. Và sau đó mấy ngày sau thì rất là 12 giờ đêm em livestream rồi đó, là 12 giờ đêm rồi là đi hát với cậu Kim Tiểu Long về, xong rồi là mua bịch hủ tiếu sách toàn ten từ ở bên quận 9 chạy qua tới bên con cho con ăn đó. Rồi ngày lúc nào đó con rất là hạnh phúc. Dạ đúng rồi, thấy rằng là mình lựa chọn đúng. Nói chung là hai Tình yêu hai này vô đúng chủ đề chương trình mình luôn. Dạ. Ừ, đúng chủ đề của lớp luôn đó. Đó, tình yêu là lựa chọn. Dạ. Đó, rồi lựa chọn rồi đó là sẽ thấy có hạnh phúc, đúng không? Dạ. Mình cứ tin vào điều đó thì phép màu nó cũng sẽ đến. Mặc dù là cũng có hơi lo. Tại vì dạ, đối với sau đó có đối với tụi con là hạnh phúc là để lựa chọn. Dạ. Rồi. Có nghĩa là lần đầu là uống cà phê đều đi ăn ốc. Dạ. Xong lần thứ hai là uống cà phê là đi qua nóc hầm xong mà đi về. Đúng nhà rồi đó, luôn đó. Luôn đó. Là chỉ có 2 lần thôi. Vậy đó. Giống như một cái tình yêu sét đánh mà nhiều người không biết đó là. Nhưng nó... mà chuyện xảy ra cách đây mấy năm rồi con? Dạ khoảng mới năm 2020 rồi cô. Là cách đây 2 năm. Dạ. Gần mùa dịch đó phải không? Dạ đúng rồi. Trước dịch 2 năm. Dạ, rồi sau đó bao lâu thì tụi con làm đám cưới? Dạ lúc đó là tụi con quen là vào tháng 5 của năm 2020. Xong rồi tới tháng 11 của năm 2021 thì tụi con mới kết hôn. Vừa hết dịch cái đúng không? Kết hôn, đúng không? Kết hôn để... và trong cái khoảng thời gian mà các con quen nhau đó thì là cái tình cảm nó có xích mích không? Nó có chia tay chia chân gì không? Hay là nó trơn tru bằng phẳng? Có, giống như là có một đợt đó là có bầu, nhưng mà không biết là có bầu, tại vì cái tính tình tự nhiên thay đổi đột ngột á cô. Rồi xong rồi cái đụng cái làm trận làm thượng cái bắt đầu xách đồ bỏ nhà đi, ví dụ vậy. Rồi cũng xách đồ bỏ nhà đi, mở cửa cho ra đi đi xong rồi cái đi ra ngoài kia thôi, đi ăn trước ăn chè rồi đi về. Làm như phụ nữ mà có bầu hay là mang thai bắt đầu thay đổi tính tình. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà chỉ có lần đó thôi đúng không? Dạ, với còn một lần nữa là lúc đó là sinh nhật năm đầu tiên của chồng con thì con mới tổ chức ở một cái quán lớp nhỏ để gia đình anh em rồi tới chơi. Thì hôm đó là tới chơi thì một cái bạn nữ của anh này mới mời tới để làm mai cho một cái anh khác. Nhưng mà không biết sao tới rồi biết tiệc sinh nhật, biết có chồng có vợ rồi, tại vì bó bông cũng để ông xã rồi này kia. Mà cái bạn nữ đó thì lại chăm sóc chồng mình trong khi mình ngồi đó kế bên dặm mồ hôi rồi lau rồi các kiểu. Trời ơi nó sôi sục, nó nóng lên mà cái tánh con là ta dặm mồ hôi mình lấy ra. Okay. Thì mình phải có một cái cách xử lý nào đó, tại vì người ta nói là phải để cho những người khác là phải ghen với vợ mình chứ đừng để vợ mình phải ghen lại, đúng không cô? Con xử lý sao? Thì lúc đó con rất là bực luôn á, nhưng mà con thử ngồi im coi chồng con làm cái gì, nhưng mà cứ để im cho cái cô đó rồi chụp hình tự sướng rồi chậm mồ hôi rồi vậy đó. Con bực quá con mới ngồi con làm lẫy kiểu giống như là vẫn im lặng, quay qua chỗ khác mời người này uống mời người kia uống và chơi ăn vậy thôi. Rồi hồi lúc đó đã lấy nhau chưa? Hay lúc đó chưa? À lúc đó đang yêu gì đúng không? Dạ lúc đó là đang quen, là chỉ có một lần kịch liệt đó thôi. Chứ lại lần sau đó có giận không? Về thì cứ láp giáp rồi cứ nói vậy á, là chỉ muốn là chồng phải có cái cách cư xử tốt hơn, là dù sau này đối với những người khác nữa đó là chồng phải xử lý cho nó tốt thôi, chứ không phải là mình ghen bậy ghen bạ. Không, cái đó là ghen đúng chứ đâu ghen bậy đâu con. Trong trường hợp đó gặp cô cũng ghen đúng không cô? Nhưng mà con mới chịu đựng như con đâu, việc gì cũng giải quyết. Nếu chồng con không giải quyết được thì con phải là người giải quyết. Ủa chứ sao nữa em? Nhưng mà đông quá rồi. Nhưng mà đông, đâu vấn đề gì. Với lại mình cũng ngại sợ chồng. Không, em đâu có, trời ơi, đâu có phải tự nhiên dùng vô mà chửi rủa la mắng người ta, không có. Thể hiện đúng không? Không có thể hiện luôn. Chứ sao giờ? Chỉ cần nói, bây giờ biết như đang lau chùi mặt mũi đúng không? Chị chỉ cần cầm nhẹ cái đó chị nói là xin lỗi bạn, đây là bạn trai của tôi. Đúng không? Anh ấy là bạn trai của tôi. Tại vì nếu như không có tôi thì bạn làm thế này thì có thể được, có thể chấp nhận được, và thậm chí là tôi còn cảm ơn bạn nữa. Nhưng có tôi ở đây bạn có thấy bạn làm vậy là kỳ không? Đúng không? Ví dụ như ảnh là người yêu của bạn. Nóng quá. Ví dụ như nếu mà ảnh là người yêu của bạn đi mà giờ tôi làm y vậy bạn chịu được không? Đó. Xin lỗi bạn vậy thôi, rất là đàng hoàng. Thì tự động khi con xử sự về anh này về anh sẽ rút kinh nghiệm. Sao mà mình có thể nhu nhược tới cái mức mà mình không xử lý được mà để vợ mình nó phải làm điều đó thay mình vậy, đúng không? Một mũi tên bắn hai. Thấy chưa, thấy anh cố tình anh hỏi đi chị Vân đưa ra một cái kinh nghiệm, nó không chỉ ra cho hai vợ chồng con mà có cả quý vị khán giả khi xem chương trình này cũng lấy đó là một bài học kinh nghiệm để chúng ta xử lý tình huống mà rất là lịch sự thôi. Mình đâu có việc gì phải ăn to nói lớn đâu, đúng không? Không có tôi thì bạn làm vậy tôi rất cảm ơn bạn, nhưng mà có tôi rồi thì bạn làm như vậy tôi thấy nó hơi kỳ. Rồi và coi như là các con là sinh em bé xong mới đám cưới hay là đám cưới rồi mới sinh em bé? Tụi con thì con chỉ mới đăng ký kết hôn thôi, nhưng mà xong sau này á, tại vì tụi con đang mua nhà mua cửa, xong rồi cái nhà cửa tươm tất hết mọi thứ rồi bắt đầu con sẽ tổ chức đám cưới sau. À, mới đăng ký kết hôn thôi, kết đúng không? Nhưng mà bây giờ là em bé em bữa là bà là chú bồng đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Năm nay bạn mấy tuổi rồi? Dạ vừa tròn 1 tuổi luôn ạ. Vừa thôi nói xong. Gái gì dạ, con trai. Giống chắc giống ba hả? Dạ. Con trai chắc giống ba rồi. Y đúc luôn. Y đúc luôn. Rồi bây giờ qua cái phần kia đi. Đó, cái phần về nhà. Cái phần mà sau khi mà lấy nhau rồi đó. Khoan. Đen. Đó là phải vạch lá tìm sâu dữ lắm mới có tật xấu đó. Hỏi này có không? Làm gì có. Dễ gì. Giờ đứa nào vui trước đi. Con nói trước đi con. Con nói trước đi. Gì mà chết nữa tao. Gì kỳ vậy? Tại vì cái tật xấu này nó lạ lùng lắm. Vậy hả? Nó kỳ lắm. Nói đi. Dạ là có cái tật này. Lúc nào, ở mọi lúc, mọi nơi hay là bất cứ lúc nào cũng làm được hết trơn á. Là sao? Thả bơm phải không? Dạ, trời ơi cái thả bom này 100 ông chồng đi trang nhau hết trơn. Có gì đâu mà không nói. Đúng rồi. Còn dạ, nhưng mà đó là gọi là cái tật xấu nhất của ảnh ở nhà rồi. Có nghĩa là ổng nhiều lần trong ngày không? Dạ có khi không biết cái bụng bị cái gì mà nó làm liên tục luôn. Làm mà gọi như là sấm sét gì đó là không có tiếng động. Dạ có tiếng động mới chết chứ. Còn cái kia thì mình nhiều khi họ không nghe thì không biết. Nhưng mà cái này có tiếng động mà làm gì đâu mà trời ơi con nói cô là xuyên suốt luôn. Rồi có khi một đêm ha, không biết cái bụng bị cái gì mà làm một phát từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ đêm. Trời ơi. Mà con ngủ không được. Ông bắn hoài vậy. Mà có cái tật á mà mỗi lần làm xong là lấy giả bộ lại hôn con, thương con dữ lắm, xong lấy cái mền chùm lại. Con bụp. Đúng bệnh của tất cả những ông chồng. Ông chồng rắn mắt á. Tại vì mình thấy người ta cười mình tính đâu người ta vui. Mà biết không? Đúng không? Mình nuôi làm chip. Nó càng chửi càng chọc mình càng khoái. Trời ơi càng con chủ đích của mình thì là mình chọc để cho người ta chửi, chọc để cho người ta phản ứng, mà người ta không phản ứng thì còn gì đâu sướng. Trời ơi xong rồi là làm riết mà con đá một phát là văng cửa, mà phải chi văng ra ngoài cửa rồi không nói, văng ra cửa xong mở cửa phòng kế bên văng vô trong hết, xì hơi tiếp cho thằng em với bà vú ở bển, xong đóng cửa lại cho người ta hửi rồi chạy ra quậy gì đó, quậy tới 1-2 giờ đêm gì đó. Trời ơi. Nhưng mà thường những đứa như vậy nó không có mập được á Bi. Thiệt. Nó ra hết. Có bao nhiêu những nó không có phì ra được á, bao nhiêu hơi, những cái hơi mà không có chứa. Người ta nói là ông bà xưa người ta nói là cái đó là của trời cho mà. Ôi trời đó thì như vậy là mình chồng con chỉ có cái tật xấu là như là ruột tốt. Tiêu hóa nhanh. Với không biết con, tại vì con làm thấy cổ cười hoài con tính đâu cổ thích, con đâu biết đâu nên con làm tiếp. Vậy thôi đó hả? Nhưng cái đó chỉ có xấu là giống như là nhây lầy thôi. Cái đó gọi là lầy dung thôi. Chứ còn ngoài ra thì chồng con phải nói chăm ra là con nấu ăn ok lắm. Tất cả hết. Chăm con, nấu chăm ăn. Con nói chung là có bừa bộn không? Dạ không, được cái là chồng con rất là sạch. Và cũng như con vậy đó, hai vợ chồng là nói chung là không có phân biệt là vợ phải làm hay chồng phải làm, không có phân biệt gì hết. Chồng gặp cái gì là chồng tự dọn cái đó. Giúp vợ luôn, nhiều khi là giúp hết rồi luôn chứ không vợ phải sao tối ngày cứ vậy rồi để chồng dọn, không có. Hai vợ chồng rồi, là rồi có trăng hoa không? Dạ trăng hoa thì từ lúc mà quen cho tới giờ thì hầu như là không có, với lại thường là chồng ở đâu vợ ở đó. Nên là không có cơ hội để trăng hoa. Dạ. Có nghĩa là chưa có cơ hội. Đi đâu là sát bên đích thế đó. Hay nói như Sam vậy. Dạ. Có vậy là cũng mỹ mãn. Ủa sao con thứ à? Có một loại thì có một thì thôi cũng có một tật xấu rồi lầy đó, nhây đó. Chắc là chỉ mong muốn, có mong muốn ông thay đổi, ông bớt tha bơm không? Giờ con mong cũng vui mà cái đó cũng thật. Vậy thì con có mong chồng con thay đổi gì không? Dạ thì nói chung là để cho là hoàn thiện hơn. Hoàn thiện hơn thì đối với con á thì chồng con là con không có những cái gọi là những cái lời hứa màu mè hay là những cái món quà trị giá gì đó, nên là con chỉ có những cái lời cảm ơn chân thành đến chồng con, thật sự là lời cảm ơn chân thành, bởi vì chồng đã biết thấu hiểu, chia sẻ, tin tưởng và đặc biệt đó là sự bao dung vợ ở tất cả những cái lúc mà bướng bỉnh hay là tất cả những cái vấn đề gì đó là chồng con đều giải quyết được hết và đều thấu hiểu được hết, đặt mình vào vị trí của con để thấu hiểu. Đó là mong muốn thay đổi hả? Dạ không, đó con không lời mong muốn, có nghĩa là con không là mong muốn vậy, đúng tại không? Vì đó là những cái lời mà chồng con là một gọi là một người hoàn hảo đối với con rồi. Cô hiểu rồi, dạ. Ý là giờ con muốn chồng con y chang vậy đó, đừng, dạ. Không cần phải thay đổi cái gì hết, dạ. Đúng không? Dạ. Đó, chồng em xúc động ghê chưa? Dạ. À, để cho vui nhà vui cửa phải không? Dạ, cái kia anh đừng đó, anh nghe anh đã đó, đã trời ơi. Đó. Rồi chút nữa đi, đó là những cái lời mà vợ con dành cho con. Dạ. Ngoài cái việc gọi là sự mong muốn, vợ con còn có một cái sự chia sẻ về cái trong cái suy nghĩ của vợ con về con. Dạ. À, chút tới con nó nghe. Tới rồi chứ chút gì nữa. Tới luôn nè. Đó, tới luôn đi. Ở bây giờ trước hết là kể về thật xấu của cổ đi. Thì vợ con á thì nói chung là cũng có cái tật xấu nó ngộ nghĩnh lắm. Sao? Ngủ gác tới cổ họng con vậy đó. Mà phải gác mới được. Đẩy ra gọi thì cũng gác tới đây. Mà không có con thì ngủ không được. Ghiền gác cổ họng. Ghiền gác cổ họng hay sao? Bữa không có, gác có bữa một chỗ nào khác, chỉ có gác cổ họng. Gác lên tới cái cổ, có nghĩa là gác tới mức độ đó đó. Ê, vậy có khi nào bà ghiền cái mùi chân của không? Tại vì muốn gác như vậy á thì là cái đầu phải nằm ở dưới chân. Có nghĩa là nằm lúc ở trên ngang rồi gác. Ủa là sao? Tại vì không phải, tại vì là nói thật ra là có chồng nằm kế bên cạnh nó rất là thoải mái, giống như là sau một ngày gì đó thì nói chung là gác được lên người chồng một cái là tự nhiên bao nhiêu là cái gì đó nó đi đâu hết trơn rồi, nên thật sự con rất là thích cái cảm giác đó, nên là không thể gác. Có bữa mà con nằm mơ luôn, tối nào ai bóp cổ còn không mà giật mình thức dậy thấy cái giò để đây nè. Tôi nằm vào thấy núi đèn vậy thôi đó hả, là có nhiêu đó thôi. Ngon vậy. Nằm vào thấy núi đèn. Có nhiêu đó thôi, không còn một cái gì khác nữa. Dạ đúng rồi, hai vợ chồng con là coi như hai đứa hoàn hảo dữ vậy luôn. Vậy con có mong muốn vợ thay đổi gì không? Thì con chỉ mong là vợ con là bớt bướng lại với nóng tính quá. Đó thì nó cũng là có hai cái cần phải thay đổi đó con. Bướng, muốn làm gì là làm, thách, có nghĩa là thách á, thách là làm, thách là làm. Chị con chỉ muốn là thay đổi cái bướng bỉnh nó lại xíu, chỉ là bớt nóng tính lại. Bớt nóng tính lại. Dạ. Con có hay nói lời yêu thương với vợ không? Con thì con cũng ít nói lắm. Vậy hả? Nay con có muốn nói gì với vợ con không? Nói lời yêu thương đi, đàn bà người ta thích thổi lỗ tai lắm luôn á, thiệt. Hôm trước là có mua nhẫn cầu hôn không? Dạ có rồi. Có rồi. Trong lúc cầu hôn thì có những cái lời yêu thương ngọt ngào không? Dạ có. Rồi bây giờ còn điều gì chưa nói với vợ? Thì nhân hôm nay nè, nó nói với vợ đi. Dạ thì con thì con cũng nhìn vợ nói. Con thì con đây cũng xin cảm ơn vợ con đã chăm sóc gia đình nè. Đó, rồi con cái nè, rồi chăm sóc giống như là ở nhà con á thì nấu cơm á thì nấu tới hai món, hai giống như là một phần ăn mặn và một phần ăn chay. Đó, mà nhà thì đông người thì một mình vợ con là tôm tắt mấy cái việc đó hết luôn, vừa nấu ăn chay vừa nấu ăn mặn, rồi lại vừa kiếm tiền được luôn, rồi lại vừa giặt giũ hết tất cả mọi thứ. Cho nên đó là con rất là thương vợ con về cái vấn đề đó. Vậy thôi giờ nói, nhìn vô mắt vợ nói một câu gì. Đứng lên nói luôn đi. Nãy giờ là toàn là phân trần với cô với lại chú Thuận không à. Tôi đừng nhìn tôi, đứng lên nói với vợ đi. Đó. Thôi thì chồng cũng cảm ơn vợ mấy thời gian qua là chăm sóc gia đình nè, chăm sóc cậu, chăm sóc mọi người. Đó. Thương quá. Dạ con cũng sẵn đây thì chồng nói thì con đứng lên đi. Thì con cũng có đôi lời là muốn nói với chồng là cho dù hiện tại hay là tương lai cái gia đình nhỏ của mình có nghèo khổ hay là sau này sẽ có giàu có, thì hy vọng rằng là trên cái bước đường, cái con đường chồng đi sẽ luôn có bóng dáng mẹ con của vợ, và mẹ con vợ lúc nào cũng sẽ ủng hộ chồng dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Thùng một cái nữa đi. Yeah. Trời ơi, cái cặp này là nó quá hợp với lại cái chủ đề của chương trình mình, lớp với lựa chọn là hạnh phúc. Công nhận á, đúng không?